Trong ngày 13 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại mang thương hiệu Việt Mobiistar đã chính thức trình làng dòng sản phẩm Kim 2016 với 4 modem điện thoại thông minh và giá từ 2.590.000 đồng. 4 sản phẩm được công bố lần này ở 3 phân khúc, trong đó sản phẩm cao cấp nhất Prime X Max có giá dưới 7 triệu đồng, hội tụ các cấu hình và công nghệ mới mạnh mẽ như chipset 8 nhân Helio P10 của MediaTek, màn hình lớn 5,5 inch, camera sau 21 megapixel, camera trước 8 megapixel cho chất lượng ảnh Full HD. Trong khi đó, sản phẩm tầm trung Prime X Grand có giá 4,5 triệu đồng với cấu hình chip 8 nhân 64 bit và bộ nhớ RAM 3GB, dung lượng pin 3200 mAh, cho phép sử dụng 18 giờ liên tục với mạng 3G. Hai sản phẩm bình dân còn lại là Plus và Lai Yuki có giá lần lượt 2,6 và 3 triệu đồng, có nhiều màu sắc cho người dùng lựa chọn. Nhà sản xuất cho biết 4 model có thể đến tay người dùng vào cuối tháng 1 này và kỳ vọng sẽ giúp Mobiistar duy trì thị phần 5% ở thị trường trong nước.